Hiện nay trên tay mình đang là chiếc điện thoại dòng doanh nhân mới nhất của Nokia, Nokia E72. Đây được xem là phiên bản nâng cấp mới nhất của Nokia E71, đã được Nokia bán khá thành công tại thị trường Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Chưa hết, màn hình thì vẫn giữ nguyên kích thước màn hình của Nokia E71. Tuy nhiên, thì phía mặt trước bàn phím cũng như các phím là sự kết hợp giữa bàn phím E71 và E63. Ở thế hệ E72 này, Nokia tích hợp thêm chính giữa nút 4 chiều là bàn rê, hay còn gọi là touchpad. Rất thuận tiện cho việc duyệt web. Kết cấu bàn phím cũng đã thay đổi rất nhiều so với E71. Và là sự kết hợp giữa bàn phím E71 và E63. Cạnh phải thì vẫn giữ nguyên thiết kế của E71 với hai nút tăng giảm âm lượng. Ở E72, camera đã được nâng cấp lên thành camera với độ phân giải 5 megapixel, hỗ trợ autofocus. Nắp pin cũng là một điều đổi mới, khi mà E72 không còn là hai phím bấm hai bên để mở nắp pin. Cạnh trái thì vẫn giữ nguyên thiết kế từ E71, một lỗ cắm micro USB và một lỗ hệ nhớ. Và ở E72 thì Nokia đã tích hợp giắc cắm tiêu chuẩn 3,5mm. Trước đây ở E71 thì là chỉ là 2,5mm. Le stade est bondé, supporters surexcités. Tous ces pays représentés, c'est magique et pour nous, c'est beau de voir tout ce monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de
l'émotion et la passion au service du ballon. C'est la cour des grands, c'est un rêve pour moi. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez, à toi de faire rêver, à ton tour de jouer, à ton tour de marquer, à ton tour de gagner. En un tour de main, du monde de mer. C'est beau de voir un monde qui joue. Allez, allez. Thank you.